nhằm động viên khích lệ kịp thời tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch. Mới đây, trường Trung học phổ thông Lang Chánh đã đi thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch tại trung tâm y tế huyện. Đến thăm tặng quà động viên trung tâm y tế huyện trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đoàn công tác của trường Trung học phổ thông Lang Chánh đã đánh giá cao những đóng góp, sự hy sinh vất vả của tập thể, cán bộ, nhân viên trung tâm y tế huyện trong thời gian qua và mong muốn các cán bộ trung tâm y tế tiếp tục duy trì những kết quả đạt được, chủ động tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo trung tâm y tế huyện đã cảm ơn tình cảm, sự động viên, hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần của trường Trung học phổ thông Lang Chánh đối với cán bộ nhân viên trong trung tâm. Đây là nguồn động lực để tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn để đội ngũ cán bộ trung tâm y tế huyện thêm vững vàng, tiếp tục cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhân dịp này, trường Trung học phổ thông Lang Chánh đã trao tặng quà cho trung tâm y tế huyện để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Được biết trước đó, trường Trung học phổ thông Lang Chánh cũng đã đến trao tặng cán bộ, chiến sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện phần quà mà cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường quyên góp gửi tặng.